muốn dừng lại, sẽ muốn hát cái ca khúc này để gửi tặng tới mọi người ha. Ok. Cuộc đời sinh ra làm con ta phải ghi tâm, chữ hiếu đạo con ta phải để nằm lòng. Công cha nghĩa mẹ tựa như sông sâu biển rộng bao la, tình thâm nghĩa nặng con xin nguyện khắc ghi lòng. Cuộc đời mưu sinh mình nên nhớ mãi trong tâm, cơm áo lời danh không đánh đổi bằng tình. Công ơn dưỡng dục mẹ cha sanh như biển rộng non cao, tham phú phụ bần con đầu đạo nghĩa con người. Bạn ơi, ở đời tay trắng đôi đen, làm sao sống cho nên người. Tình thương gắn bó sống tâm an lành. Bạn ơi, kiếp người ngăn lắm bạn ơi, mình nên có nghĩa có tình. Bao năm vất vả ngựa xuôi, con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an. Bao năm vất vả ngựa xuôi, con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc cho mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nha. Trường Sang xin trân trọng kính chào quý vị nha. Thì Sang đang trên đường đi Châu Đốc, và tự nhiên mình ngẫu hứng thôi, mình muốn dừng lại đây để hát tặng cho tất cả quý vị khán giả nghe một ca khúc mà mình đã sáng tác và phát hành trên kênh YouTube Trường Sang Official. Và cái ca khúc này á là một cái ca khúc về cha mẹ, về gia đình, về tình mẫu tử, về phận làm con. Và Sang muốn nhân dịp lễ Phật đản tới đây, Sang muốn gửi tặng tới mọi người ca khúc Giữ Đạo Làm Con mà chính bản thân Sang sáng tác. Mong là mọi người sẽ yêu thích ca khúc này nha. Bây giờ Sang xin phép được hát chay một đoạn thôi, này là ngẫu hứng thôi, mình hát chay một đoạn để mình tặng cho tất cả quý vị nha. Thì có cái gì đó sai sót thì rất là mong quý vị khán giả sẽ luôn luôn yêu thương, luôn luôn bỏ qua cho Sang nha. Vì đang trên đường lái xe thôi, thì mình trên đường đi Châu Đốc, thì đi chùa, cái Sang tự nhiên Sang muốn, thì Sang đang trên đường đi Châu Đốc á, cái tự nhiên đi chùa, cái mình ngẫu hứng, cái mình muốn dừng lại, Sang muốn hát cái ca khúc này để nhân dịp lễ Vu Lan tới đây. Sang xin kính chúc cho những bậc làm cha làm mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe nè, và lúc nào cũng được con cái yêu thương hết mực, cũng như là anh em trong gia đình sẽ ngày càng đoàn kết, sẽ luôn luôn yêu thương nhau, sẽ luôn luôn đùm bọc lẫn nhau. Và chúng ta phải xây dựng một gia đình lúc nào cũng là gia đình hạnh phúc, ngày nào cũng là ngày vui, và ngày nào cũng là ngày để yêu thương. Rất là mong riêng bản thân Sang thì Sang cũng sẽ cố gắng hát thật là hay, hát thật là tốt, và sống như thế nào đó để khiến cho ba mẹ vui lòng, và lúc nào cũng được cho khán giả yêu thương. Và ngại quá không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết là mong rằng chúng ta sẽ có những ngày tháng thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và gia đình yêu thương lẫn nhau, rồi ai cũng có một cái niềm vui riêng của bản thân mình, và ai cũng có cha có mẹ hết. Thì hãy cố gắng dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, yêu thương cha mẹ. Ai còn cha còn mẹ thì xin đừng làm cho cha mẹ mình khóc, hãy sống để khiến cho cha mẹ mình vui lòng nè. Và lúc nào cũng sống bằng trái tim, từ trái tim đến với trái tim, và hãy yêu thương nhau giữa người và người, để chúng ta sẽ có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và bình an nha.
Wow, quá trời đông luôn. Hello mọi người. Sen đang trên đường đi Châu Đốc. Tối nay Sen đi chùa. Khi nào Sen xuống tới dưới Châu Đốc á, Sen sẽ chụp hình để Sen post lên cho mọi người xem nha. Hello mọi người. Đẹp trai. Anh Sen đẹp trai. Tao tán vô mặt. Tuyết Nhung à, kỳ quá nha nàng. Nàng không có được chửi Sang như vậy nha. Sang giận á, Sang giận là Sang không có chơi với Nhung nữa nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Bây giờ Sang phải tiếp tục lái xe đây, tại vì đường đi còn xa lắm. Đúng rồi, xem bình luận rồi, thấy bình luận rồi, được chưa? Thấy Phạm Tuyết Nhung vô rồi. Ok, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bây giờ Sang lái xe tiếp nha. Bye bye. Quý vị nghe có được không ạ? Trời ơi, người rất là nhiều. Sao xin phép được hát một bài nữa để tặng quý vị được không? Hai bài luôn hả? Thường thế. Vâng, dạ. Và sau đây thì Trường Sang xin phép được gửi tặng đến quý vị một ca khúc nữa cũng rất là quen thuộc mà quý vị đã xem trên YouTube cũng như là trên TV mà chú Mạnh Quỳnh cũng như là cô Phi Nhung đã trình diễn rất là nhiều rồi. Ca khúc được mang tên Nếu Chúng Mình Cách Trở, và xin phép được song ca cùng với nữ ca sĩ Tuyết Nhung. Lời nói rồi, đầu tiên cho phép Tuyết Nhung xin kính gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại đây ạ. Lạnh quá người ta. Lạnh quá thì ai chắc lần đầu tiên con ra đây nên là không khí nó hơi đột ngột. Từ trong Sài Gòn ra đây. Vâng, mà bây giờ mình hát đi. Cho con một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? À? Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều. Vẫn biết yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng tình tâm bài còn trái ngang.